chụp đẹp không đó? Chụp đẹp, tao đẹp. Thôi chụp đẹp nha. Em chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo. À, sáng hôm nay là Kim Thành Thảo có lộc viết của vợ chồng chị Phượng ha. Hôm nay là hai anh chị đến sắm những cái sản phẩm phải nói là hàng độc quyền của tiệm vàng Kim Thành Thảo luôn. Hàng rất là đẹp luôn quý khách nha. Đây hôm nay thì anh chị chọn có dây nè, lắc nhẫn cho anh và một chiếc lắc cho bé con ở nhà ha. Mẫu đầu tiên anh chọn là dây đẹp lắm. Dây này là dây rồng 5D nha, ống kim tiền luôn. Dây đúc đặc luôn, hoàn toàn luôn nha quý khách nha. Sợi dây nặng 10 lượng hơn. Đây, từ cái ống rồng nó là rồng nguyên con nha. Cái này là rất là sắc sắc xảo luôn nè. Ống này là giác kim tiền, cầm rất là nặng tay. Dây này là dài 6 tấc trồng đầu nha quý khách nha. Dây đó đẹp. Em đeo luôn anh ha. Đeo luôn. Ok. Quá đẹp. Cái này là anh có thêm cái mặt dây chuyền ông Quan Công nữa quý khách. Lát nữa anh sẽ đeo phối vô. Đó, quá đẹp luôn ha. Rồi, một cái lắc. Hôm nay thì anh chọn lắc rồng luôn nha. Lắc rồng 5D. Đây, phong lắc này là 5 lượng 8 nha quý khách nha. Ba thẻ rồng nổi. Bản cao cỡ khoảng là 7 phân. Rất là đẹp. Mắt hàng rào chớp nhọn ha. Hàng xuất sắc luôn nè. Rất là đỉnh luôn ha. Này cái này anh đeo qua tay. Cái này là anh mua hàng rất là dễ thương luôn. Mua mắt rất là may mắn. Anh chọn cái đeo vừa y là anh đeo thôi. Không có phải chỉnh nì gì hết ha. Đây. Quá đẹp. Rồi, siêu phẩm luôn ha. Bản cao cũng vừa phải thôi, không cao quá nhưng mà đeo vô bàn tay nè. Quá xuất sắc luôn. Rồi, một chiếc nhẫn long quy. Long quy may mắn ha. Đầu rồng mình rùa. Rất là sắc nét luôn, hai bên đai là có chạm hưng thịnh nha. Cái này thì anh cho ngón giữa ha. Đó. Quá đẹp. Rồi, xuất sắc luôn. Dự là cái video này nó sẽ hot nhất trong ngày hôm nay nha quý khách nha. Những cái mẫu anh đeo toàn là hàng độc quyền của tiệm và hàng này là chị chủ em đặt riêng cho tiệm luôn đó. Hàng rất là đẹp. Và siêu phẩm cuối cùng thì chọn một cái lắc nhỏ cho bé con. Mẫu này lắc hoa nha. 3 tầng, dễ thương lắm. Rất là thanh mảnh, dễ đeo luôn. Nhưng mà nặng nha. Chiếc lắc này 5 chỉ hơn đó quý khách. Rất là sáng luôn nè, cưng cực kỳ. Đó. Tất cả những cái sản phẩm mà anh mua hôm nay ủng hộ em có trọng lượng có khoảng là 17 lượng hơn nha. 620 triệu đồng nha quý khách nha. Rồi, rất là đẹp. Cái này em sẽ bao hộp cho bé nha. Hộp này thì em cũng gửi cho anh, ví dụ anh không đeo thì anh có ba thẻ cắt trong này nha. Đây, hóa đơn. Em rất là cảm ơn hai anh chị hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em nha. Em gửi ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Còn cái mặt không? Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo. Trưa hôm nay là Kim Thành Thảo có lộc của hai ba con anh Quân ha. Anh là ở Đồng Tháp nha quý khách nha. Hôm nay thì là lên ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là 4 bộ xi men cho vợ nè. Và một chiếc nhẫn, một cái lắc cho anh. Đây thì cái mẫu hôm nay anh chọn nè, đẹp lắm nha. Cực kỳ chiều vợ luôn nè. Hôm nay thì xi men em mới vừa về. Đây, 4 bộ xi men nha quý khách nha. Tài lộc à. Cái mẫu này là có chạy máy luôn nha. Chạy máy hết cả cái vòng luôn. Thường thì nhà em có hai dạng. Một dạng là phun cát, còn một dạng là chạy máy. Đây, rất là đẹp. Những cái hàng chạy máy như vậy thì đeo nó rất là bền luôn ha. Bản 4 ly nha quý khách nha. 4 bộ này có trọng lượng là 2,8 cây hơn. Đây, sáng lắm, hàng mới vừa về luôn. Rất là đẹp. Rồi, tiếp theo là một chiếc nhẫn, hột sò nhân tạo ha. Mẫu nhẫn nam thì bao la mẫu đẹp luôn. Đây, hột cao cấp nha quý khách nha, giác hột rất là sáng luôn. Một hột viền vuông tắm, phom lớn luôn ha. Chiếc nhẫn nam này thì trọng lượng của nó là 4 chỉ 6 phân 2. Rất là đẹp, bên trong là có giác lòng luôn ha. Chiếc nhẫn quá xuất sắc luôn. Cái này anh Quân có đeo luôn không ạ? À? Để rồi, siêu phẩm cuối cùng là một cái lắc quen lặt.
Đây, mẫu này đơn giản thôi ha, khoan lạc trơn. Trọng lượng của nó là gần 1,6 cây nha quý khách nha, một lượng 6. Hàng đúc luôn. Form bản cũng rất là vừa phải, đẹp lắm. Những cái hàng trơn như vậy nó sáng hoài luôn nha. Rồi, những cái sản phẩm mà hôm nay anh ủng hộ em thì có trọng lượng là cỡ khoảng 4,8 cây hơn nha, gần 4,9 cây. Có giá tiền là 171.300.000 đồng nha. Cái này bây giờ em sẽ bỏ hộp hết cho anh ha. Em phân ni ra luôn, một ni là 54 nè. Còn một ni là 52 để về chị dễ đeo nha anh. Mà đeo là đeo ni 54 lên trước. Đúng rồi. Xong rồi đeo hết một lóc 52 này vô. Đây. Anh, cái khóa này á là nó hằng bấm nè. Có sủng ha, anh rút xuống, nhấn xuống anh rút ra. Bấm ở giờ nữa thôi. Dạ. Đây. Nhấn xuống rút ra nha. Thằng mới thì nó hơi đây. Bẻ xéo qua vậy ha. Đó. Nhấn xuống rút ra. Anh đừng có bấm cái chỗ này nha là nó sụp á, nó sụp cái này thì nó không thấy. Rồi em luồn vòng vô như vậy nè cho nó đỡ bị sót vòng. Dạ, đeo 54 lên trước đi. Xong rồi bắt đầu mình đem một khúc 52 lên. Rồi. Anh cứ nói chị đeo thoải mái đi. Ví dụ một thời gian nó mà cũ hay là gì, cứ đem lên em vệ sinh miễn phí cho khách hết. Chiếc nhẫn với ấy bỏ luôn cái hộp luôn ha. Dạ dạ. Đây, cái này thì cài khóa hộp. Khóa hộp thêm một khóa dự phòng luôn. Ok. Dạ. Được. Hóa đơn em để trong này cho anh hết luôn ha. Rồi, rất là cảm ơn anh đã đến ủng hộ tiệm em. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Có hộp chưa chị? Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo. Trưa hôm nay là Kim Thành Thảo có lọc của đại gia đình chị Nhung ha. Gia đình của mình là từ tận Tây Ninh lên luôn quý khách. Thì hôm nay là lên ủng hộ em hai bộ sản phẩm rất là đẹp luôn. Đây, những cái sản phẩm mà hôm nay chị chọn ha. Rồi, sơ lược qua ha. Bây giờ em sẽ giới thiệu từng sản phẩm cho quý khách xem. Chiếc vòng hột trà. Cái đây là hột đá chữ nhật nha. Mấy cái hàng này nó hiếm khi có lắm. Thường là đá tròn, nhưng cái này là dạng chữ nhật viền tấm. Chiếc vòng này là trọng lượng của nó gần 2 chỉ nha quý khách nha. Một form rất là đẹp luôn, hột cao cấp trà Pháp nha. Rồi, một chiếc nhẫn nam hột đỏ. Đây, nhẫn nam thì em mới về một lô hột màu luôn. Đẹp lắm, đủ loại. Nhẫn này thì hai cháu kiên tiền ha. Hai cháu kiên tiền. Form đẹp lắm. Chiếc nhẫn nam này thì trọng lượng của nó là cũng gần 2 chỉ luôn. Rồi. Một dây và một mặt. Thì dây hôm nay là chị chọn dây bông lúa nha. Đẹp lắm nha. Dây này dạng dây kép đôi. Bông lúa. Sợi dây này nặng cỡ khoảng 3 chỉ rưỡi hơn nha. Và một cái mặt hột đỏ cao cấp nè, viền xoắn tắm nha. Mặt này thì một chỉ 3,5 phân. Chị Nhung có muốn đeo nào không? Dạ, em để ha, em để trưng bày lát em bỏ hộp cho chị. Rồi, tiếp theo là một bên này ha. Bên này thì hôm nay chị ủng hộ em một bộ hột tím cao cấp nè. Đây, bộ hột tím này sang quá. Dạng giọt nước nha. Giọt nước, hột tím đẹp lắm. Cả bộ sang cực kỳ luôn. Ôi quá đẹp. Đỉnh luôn ha. Cả bộ đẹp lắm nè. Dòng thì cỡ khoảng là 5 chỉ ha, 5 chỉ hơn. Nhẫn thì 1 chỉ 7 nè. Và đôi bông thì cỡ khoảng là 7 phân mấy. Cả bộ ha. Sang ghê không. Màu tím hoa cà nè. Và siêu phẩm cuối cùng là một cái lắc cham. Lắc cham này là cho bé. Thì hôm nay chị chọn dạng lắc cham xích nha. Ba món thương hiệu. Dễ thương. Ba món nè. Chắc lắm nha quý khách nha, chỉ xe. Lắc này thì cỡ khoảng là 1 chỉ 7. Rồi. Tất cả những cái sản phẩm mà hôm nay chị đến ủng hộ em
có giá trị là 68 triệu nha quý khách nha, 68 triệu. Bây giờ em bỏ hộp hết cho chị luôn ha, bỏ hộp có để riêng cái nào cho thấy không, để chung đi ha. Hai chị là ở chung nhà hay ở riêng? Ở riêng nhà. À dạ. Em. Rồi lát nữa em tặng cho hai chị. À, mỗi gia đình một tấm lịch ha, để về treo làm kỷ niệm, với lại một phần cũng giới thiệu quảng cáo cho em ha. Dạ. Hóa đơn em bỏ vô luôn chị ha. Rồi em rất là cảm ơn chị Nhung đã không ngại đường xa đến ủng hộ tiệm em nha. Gửi chị, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Hành Thảo à, lộc cuối ngày của em nè. Anh Thành qua Kim Hành Thảo em sắm một cái lắp rất là đẹp luôn. Lắp bản rập, lắp hàng rào bản rồng nha. Bản mo rồng nổi lên nè. Đây là mẫu nổi 5D ha. Ngọc rồng ngậm châu ngọc đỏ nè. Bản này là 5 phân, em về đủ bản luôn. Bản 2 phân, 3 phân, 4 phân, cái này là bản 5 phân ha. Trọng lượng cái lắng này là gần 6 lượng tư nha. Rất là đẹp luôn. Cho em mượn tay em đeo cho anh Thành ha. Quay lại giùm em xuống. Ngay khóa nè, rất là sắc sảo luôn á, những đường móc máy nè. Sáng ánh hai khóa dự phòng hai bên luôn. Đó. Chị giá cái lắng này của anh là 222.900 ha. Rất là đẹp luôn. Em gửi anh hóa đơn nha. Nữ trang bên em á, sau này anh đổi mẫu là vàng đổi ngang bù tiền công thôi. Em gửi anh, cảm ơn anh nhiều ạ. À.